Triều Tiên đang dẫn đầu về tội phạm tiền điện tử trên toàn thế giới thông qua một loạt các cuộc tấn công mạng thành công. Theo báo cáo xếp hạng tội phạm tiền điện tử trên toàn thế giới do Coincheck công bố vào ngày 27 tháng 6, đã có hơn 15 trường hợp tội phạm tiền điện tử được ghi nhận ở Triều Tiên và doanh thu ước tính tối thiểu là 1,59 tỷ USD. Hoa Kỳ đang ở vị trí thứ hai do quy mô nền kinh tế tội phạm tiền điện tử của nó, cũng như một loạt các vụ scam nổi tiếng đã được thực hiện ở đó với tổng lợi nhuận là hơn 2 tỷ USD. Số lượng khổng lồ vụ tấn công ransomware, mã độc tống tiền có nguồn gốc ở Nga khiến quốc gia này đứng ở vị trí thứ 3 trên toàn thế giới. Trung Quốc đứng vị trí thứ 4 về tội phạm tiền điện tử với các vụ lừa đảo quy mô lớn, vụ hack các sàn giao dịch tiền điện tử và các kế hoạch Ponzi. Đây là quốc gia ghi nhận mức lợi nhuận lớn nhất về lừa đảo, chiếm 18% tổng số tội phạm tiền điện tử trên toàn thế giới. Vương quốc Anh đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách này, khi nơi đây là một điểm nóng trên toàn thế giới để lừa đảo tiền điện tử vì các quy định về doanh nghiệp lỏng lẻo. Chỉ trong năm 2021, đã có 7.118 trường hợp lừa đảo tiền điện tử được ghi nhận. Năm quốc gia còn lại trong danh sách tội phạm tiền điện tử bao gồm Nhật Bản, Hồng Kông, Canada, quần đảo Virgin thuộc Anh và Seychelles.